Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Gả cho lão công nhà giàu, chương 21. Hôm nay là buổi tối tân hôn đầu tiên, Hoắc đại thiếu rất vui vẻ cùng hưởng thụ sau khi tắm rửa xong, mặc xong quần ngủ, ở trên quầy bar nhỏ nhà mình rót một ly rượu. Uống cùng chanh cắt miếng, cùng muối ăn. Hoắc Vân Xuyên thích rượu Mexico, trước nếm một chút muối ăn, sau đó uống một ngụm rượu, lại thong thả ung dung mà ăn chanh. An Phu Dạng nhìn rất ngon miệng, ngồi sát lại. Cho tôi một ly với. Hoắc Vân Xuyên gật đầu, lấy ra một cái ly sạch sẽ, rót cho An Phu Dạng một ly sữa bò. An Phu Dạng cắn khóe môi, nén giận mà uống hết ly sữa kia. Không chỉ như thế, còn phải chịu đựng tiếng nhỏ giọng cười nhạo của đối phương. Có thể nói là rất khinh người, thật quá đáng. Dạng Dạng, buổi tối cho tôi mượn tay của em để dùng nha. Hoắc Vân Xuyên nói, tầm mắt chậm rãi từ trên mặt An Vô Dạng, dời xuống dưới, mục tiêu là tay của An Vô Dạng. An Vô Dạng sửng sốt, giơ tay của mình lên trước mặt một chút, lòng rộng lượng mà gật đầu nói, được. Cậu phát hiện Hoắc tiên sinh thường lui tới phòng tập thể hình, không đến 10 giờ rưỡi sẽ không vào phòng, tối nay chỉ tập nửa giờ là liền đi ngủ. An Vô Dạng đã đồng ý cho đối phương mượn tay, thật nhanh liền bị cầm đi xài. Ngay từ đầu cậu cũng không biết vì sao phải mượn tay của mình, sau đó dùng như thế nào. Không cần sợ, đây là chuyện thật bình thường. Hoắc Vân Xuyên mồ hôi đầy người mà thoáng nhìn ánh mắt kháng cự của thiên sứ, trong lòng vừa nhói. Hắn không muốn ép cậu, nhưng không thể ngăn tinh trùng lên não, thật sự làm không được chính nhân quân tử. An Vô Dạng da mặt nóng bừng, hô hấp hơi loạn một chút. Nhưng lòng bàn tay ma sát hơi đau, còn phải bao lâu nữa, cậu nhỏ giọng nói. Hoắc Vân Xuyên nói rất nhanh. Sau đó An Vô Dạng tin là thật, kết quả Hắc tiên sinh dùng những lời này lừa gạt cậu cả một buổi tối. Về sau sẽ không bao giờ tin lời nói dối trong miệng Hoắc tiên sinh nữa, cậu nghĩ thầm. Sau khi xong việc, không khí đặc biệt không thể giải thích lan tràn ở khắp phòng ngủ. Chỉ cần là một người trưởng thành đều biết đã xảy ra chuyện gì. An Vô Dạng thu lại cái tay đã bị sử dụng quá độ của mình, mặt nóng bừng đến choáng váng. Sau đó xoay người đi xuống vào toilet rửa sạch. Hoắc Vân Xuyên ở trên giường một lát, đứng dậy theo sau. Không sao chứ? Hắn từ trong gương nhìn thấy An Vô Dạng sủ mi mắt, lo lắng hỏi. Không sao? An Vô Dạng nói như vậy nhưng mà lại hơi xấu hổ lật lòng bàn tay đỏ của mình lên. Ta rửa xong rồi. Cậu dùng nước vội vàng xóa lên một chút, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, Hắc Vân Xuyên lập tức rút một cái khăn lông, kéo tay của An Vô Dạng qua, giúp đối phương cẩn thận lau khô. Đỏ hết cả rồi. Lúc lau không thể tránh khỏi, nhìn thấy lòng bàn tay. Vừa rồi nam nhân còn chưa có thỏa mãn, hô hấp trong chốc lát liền thay đổi. Bất quá, hắn thật lý trí mà lau khô, rồi buông ra. An Vô Dạng muốn nói cảm ơn, không sao rồi. Lúc này nhớ tới lời của Hắc Vân Xuyên đã nói qua, liền ngậm miệng lại. Tôi trở về ngủ đây. Cậu xoay người rời khỏi toilet. Trong ổ chăn còn lưu lại hương vị làm người ta đỏ mặt tim đập mạnh kia. Nằm xuống một lúc vẫn luôn lượn lờ như có như không. An Vô Dạng chịu không nổi mà bò dậy. Hai tay níu lấy góc chăn dùng sức vung tay quạt quạt vài cái. Như vậy liền tốt hơn một chút. Hoắc Vân Xuyên thấy thế nói. Muốn đổi ga giường khác không? An Vô Dạng nói. Không cần. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, cậu nằm xuống rồi cũng liền lười đứng lên. Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, chưa nói cái gì. Thiên sứ phản xạ kịp thời, nhớ lại lời của hắn, ở trong vòng tay của Hoắc tiên sinh mà hỏi. Ông nội của anh dễ ở chung sao? Người đàn ông ôm cậu trả lời. Dễ ở chung. Dừng lại một chút, hôn cậu một hồi rồi nói. Ông ấy cũng là ông nội của em. An Vô Dạng sửng sốt, bất quá dựa trên pháp luật mà nói, đúng là sự thật. À, cũng phải. Ký ức của cậu về ông nội mình thật xa lạ, chỉ có một chút không ấn tượng nào sâu đậm. Ngủ ngon. Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, thật nhanh liền ngủ rồi. Ngủ ngon. Hắc Vân Xuyên nhẹ giọng nói. An Vô Dạng khi ngủ gặp một giấc mơ, thấy rất nhiều thứ kỳ quặc, không biết là khi nào trời đã sáng rồi. Sáng sớm hôm nay không có nôn, chỉ là lúc đánh răng có hơi khó chịu một chút. Dì Trương buổi sáng mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thịt các loại rau dưa cần đều có đủ. Sau khi được Hoắc Vân Xuyên cho phép, An Vô Dạng một đầu chui vào nhà bếp.
đi theo dì Trương cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối phải dùng. Như vậy đến buổi tối mới có thể xong việc. Dì Trương vốn dĩ không cho phép, chính là An Vô Dạng vẫn cứ khăng khăng, bà cũng đành phải chấp nhận. Dì Trương có chút hồi hộp. Dì vào làm cho Hoắc tiên sinh bên này vẫn luôn là lần đầu tiên đãi khách, thật là có phần thấp thỏm. An Vô Dạng nhìn bà. Dì đừng lo lắng, bạn bè của Vân Xuyên đều rất dễ ở chung. Dì Trương gật đầu. Dì thấy hai ngày nay Hoắc tiên sinh tươi cười nhiều hơn, đã có chuyện tốt gì sao? Bà rất tò mò, ngày thường vị tiên sinh kia mặt luôn cứng đờ. Có một vài từ thể hiện đúng nhất, không giận tự uy, rất dọa người. Dạ, An Vô Dạng không khỏi nhớ lại một chút, Hoắc tiên sinh tươi cười thật sự trở nên nhiều hơn sao? Sau đó nghiêng đầu nói một câu, có thể là bởi vì thứ hai chúng con đã đi làm giấy kết hôn. Động tác sắc rau của dì Trương ngừng lại một hồi. Kết hôn? Bà tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ lại, Hoắc tiên sinh yêu thương An Vô Dạng như thế, lại cảm thấy rất đương nhiên. Vậy thật tốt quá, chúc mừng hai cậu, tân hôn vui vẻ. Dì Trương nói, vốn dĩ bà cho rằng với tính tình của cậu thiếu niên này, chỉ là giúp Hoắc tiên sinh sinh một đứa con, tuyệt đối không có khả năng có được một danh phận. Cảm ơn dì Trương. An Vô Dạng lộ ra một cái mỉm cười hơi thẹn thùng, trong lòng thật ấm áp. Ước chừng qua nửa giờ, việc lặt vặt ở trong phòng bếp đã xử lý xong. An Vô Dạng phụ giúp làm việc xong thì rửa tay, sau đó bưng lên một ly hồng trà do chính mình pha, gõ cửa phòng ngủ. Vào đi! Cửa vốn không khóa, từ bên trong truyền đến một cái giọng nói nghiêm cẩn trầm thấp. Tim của An Vô Dạng bỗng nhiên đập nhanh một chút, vội vàng đi vào. Cậu không biết Hoắc tiên sinh đang mở cuộc họp video, chỉ cho rằng đối phương giống như bình thường, đang xử lý công việc hàng ngày. Vân Xuyên, tôi pha hồng trà, anh muốn nếm thử một chút hay không? An Vô Dạng nở một nụ cười mỉm, giọng nói như bơ sữa có một mùi vị dịu dàng ngọt ngào. Hoắc tổng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức tắt màn hình. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn phát hiện gương mặt của đám người cấp dưới trong video nhanh chóng lộ ra một dáng vẻ khiếp sợ kinh ngạc. Hoắc Vân Xuyên có chút phiền. Tao quấy rầy đến anh sao? An Vô Dạng cái gì cũng không biết, cậu chuyên chú rót hồng trà trong tay, cẩn thận bưng lại đây. Hoắc Vân Xuyên lập tức nhận đến giúp cậu. Không có. Thuận tiện đem camera dời đi để cho nhóm cấp dưới nhìn vào bức tường. Trong phòng hội nghị xa xôi một mảnh thổn thức, sôi nổi suy đoán hình ảnh cùng giọng nói nghe thấy vừa rồi. Không rõ lắm là anh thích cái gì, tôi cũng không có cho đường. An Vô Dạng gãi gãi đầu mà nói, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, có một chút không được tự nhiên mà quay mặt đi. Vậy anh tiếp tục làm việc đi, tôi ra ngoài đọc sách. Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu. Ừ. Hắn nhìn theo thân ảnh của bạn nhỏ rời đi, bưng lên hồng trà còn nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, biểu tình đoán chừng là vô cùng hưởng thụ. Nam nhân luôn luôn không có hứng thú với hồng trà, hôm nay đột nhiên cảm thấy hồng trà uống vô cùng ngon miệng. Sau đó dời camera trở về, mở màn hình lên, tiếp tục cuộc họp. Xét thấy nhóm người cấp dưới hàng năm khuất phục ở dưới dâm uy của Hoắc Vân Xuyên, do đó không có người nào dám hỏi đến người vừa rồi là ai, trừ khi là chán sống. Bên này, An Vô Dạng một mình ngồi trong phòng khách đọc sách, xem đến trong lòng run rẩy rục rịch, vô cùng muốn làm bánh kem. Bất quá ngày hôm qua vừa mới làm chuyện xấu xong, tạm thời cậu không muốn làm nữa. Hơn nữa bữa tối còn có khách đến, cứ chờ thêm 2 ngày nữa rồi nói. Đáng để nhắc tới chính là tháng 9 đã tới rồi, lại khai giảng thêm một năm mới. An Vô Dạng mở ra nhóm của lớp bạn học cao trung, phát hiện các bạn bên trong đang tán gẫu hết sức sôi nổi. Tiểu béo, cười gian, bạn tốt của tớ đi trường học, cậu làm gì đấy? An Vô Dạng. Đúng là bởi vì do tiểu béo gửi đến, do đó An Vô Dạng mới mở lên nhóm lớp, đã lâu không có vào. Cậu nhìn thấy các bạn học trong nhóm tám đến khí thế ngất trời, thế nhưng có một loại ảo giác phản phất giống như đã cách mình cả một thế hệ. An Vô Dạng. Hai, béo ca, ngày mai thượng bườm xuôi gió nhé. Tiểu béo nhìn thấy tin nhắn này, tức khắc hiểu lầm. Gì hả? Thằng nhóc cậu sớm như vậy mà đã đến trường học. Làm gì? Cô gái sao? Lớp trưởng Vương Lị. Lớp phó học tập, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như cậu có được hay không? Ở trong ấn tượng của cô, An Vô Dạng không phải là một người thích trêu ghẹo bạn nữ như những bạn nam khác.
Tuy rằng thành tích không tốt lắm, nhưng là người ta lớn lên đẹp trai, lại biết lễ phép, tính cách rất ôn nhu. An Vô Dạng cười to: "Cảm ơn lớp trưởng thay tôi chứng minh trong sạch." Còn chuyện tạm nghỉ học, cậu nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn là giữ kín không hề đề cập tới. Dù sao tiểu béo cũng không có hỏi nhiều, đối phương vẫn giống như trước kia. Ba câu không rời khỏi chuyện tán gái. An Vô Dạng: "Có người kêu tới ăn cơm, tiểu béo cố gắng giảm béo nha, chờ mong lần sau gặp mặt cậu." Cười gian. Tiểu béo: "Cậu là một tên đàn ông phụ bạc, nhanh như vậy đã quen bạn mới rồi, nam hay là nữ?" "Không thể nào," cậu nghĩ thầm. Có cái tính cách hay thẹn thùng kia của An Vô Dạng có thể quen được bạn mới mới lạ. An Vô Dạng ở trong lòng trả lời là nam, chỉ là không phải bạn mới, mà là ông xã. Cái từ này không thích hợp lắm, bà xã. Hai chữ này ở trong lòng An Vô Dạng chợt lóe qua, làm cho cậu thật sự run rẩy một lúc. Thật là đáng sợ. Lúc ăn cơm, Hoắc Vân Xuyên mới chú ý tới gương mặt của An Vô Dạng, có hơi hồng hồng. Hắn không có nghĩ nhiều, vươn tay sờ sờ xem có phát sốt hay không, liền tiếp tục gắp đồ ăn, thúc giục đối phương ăn cơm. Hôm nay trên mặt bàn, thế nhưng lại có rau hẹ. An Vô Dạng cảm thấy đây mới là thứ đáng sợ nhất, cậu không ăn rau hẹ được. Tính ra nuôi An Vô Dạng cũng đã được một thời gian, mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà phục vụ. Đối phương thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, tổng cộng không có được 2 lạng thịt. Hoắc Vân Xuyên tầm mắt ở trên người bạn nhỏ quét tới quét lui, tóm lại có một chút ghét bỏ. Hắn nhíu mày nói một câu: "Một lát đi cân thử." An Vô Dạng kinh ngạc mà mở to mắt nhìn Hoắc Vân Xuyên. Lúc cậu chờ Hoắc Vân Xuyên đứng dậy đi lấy cân điện tử, liền cầm bình sữa bò trên bàn lên, rót ra một ly lớn. Đôi tay ôm cái ly, một hơi uống hết vào bụng. Hoắc Vân Xuyên cầm cân điện tử ra tới, thấy bên miệng bạn nhỏ có một vòng sữa trắng. Trên mặt lại là dáng vẻ dường như không có chuyện gì, quá sức đáng yêu. "Nè, lên cân đi." An Vô Dạng: "Được." Cậu bình tĩnh từ trên mặt đất bước lên cân, phát hiện chính mình nặng hơn mình nghĩ, tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay thật là một ngày đặc biệt. Hoắc Vân Xuyên cao thâm khó đoán mà ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ. "Uống vào mấy ly." Nháy mắt bị người ta vạch trần, An Vô Dạng mặt đỏ lên, quá hồi hộp, cậu liền ở lên một cái. "Một ly." Hoắc đại thiếu nhìn chằm chằm cái con số kia, nhàn nhạt nói: "Giảm 200g. Thiên sứ tự mình giảm một chút, không thoải mái mà phát hiện giảm xong 200g cũng không còn bao nhiêu. "Cân này không khoa học chút nào, rõ ràng mình mỗi ngày đều ăn vào rất nhiều." "Lại đây." Nam nhân nhìn chằm chằm vào vòng sữa ở ngoài miệng của An Vô Dạng, rốt cuộc nhịn không được ngoắc ngoắc tay với cậu. Thiếu niên trong lòng còn đang rối rắm, không có nghĩ nhiều. Cậu xuống khỏi cân điện tử, đi đến trước mặt của người đàn ông đang gọi mình. Một nháy mắt xa lầm, An Vô Dạng phát hiện chính mình lại bị Hoắc tiên sinh ôm tới trên đùi. Tầm mắt nóng rực của đối phương nhìn chằm chằm chính mình. "Miệng tôi dính gì sao?" Cậu giơ tay lên định sờ. "Không có gì." Hoắc Vân Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, "chỉ là có chút vết sữa bò." Theo câu nói, hắn lấp kín môi của An Vô Dạng. Đây là một cái hôn có 10 phần hương sữa. Hoắc đại thiếu 30 tuổi nếm đến tâm viên ý mãn. Hắn có khả năng phải thu lại đánh giá của mình với bản thân về một câu: "Tôi không phải biến thái kia." Bắt đầu từ chỗ này, An Vô Dạng căn bản là không được xuống đất. Cậu trực tiếp bị Hoắc Vân Xuyên ôm vào phòng ngủ, đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng. "Em ngủ trước, tôi một lát nữa sẽ vào." Trước đó bị cướp đoạt cơ hội tự mình ăn cơm, sau đó là bị tước đoạt luôn cả cơ hội đi đường. An Vô Dạng hỗn loạn mà nghĩ, rất nhiều cô gái nhất định sẽ cảm thấy chính mình gã rất hợp lý nhỉ. Từ từ, gã là cái quỷ gì? An Vô Dạng mơ mơ màng màng, suy nghĩ về những chuyện trong mấy ngày nay, liền ngủ. Một giấc ngủ này của cậu, ngủ thật lâu, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội đón tiếp khách đến. Buổi chiều, đúng 4 giờ rưỡi, luật sư Trần Sơ, Văn Nhã Tấn Tú là người đầu tiên chạy đến. Anh gặp Hoắc Vân Xuyên trước, ôm hắn một chút, sau đó đưa lên quà tặng. "Tân hôn vui vẻ, cậu lần này rất giỏi nha." Hoắc Vân Xuyên lộ ra ý cười hiếm thấy, Trần Sơ đánh cược. Nếu như có người nào thấy cái cười này của hắn, nhất định sẽ ganh tị đến phát cuồng. Bởi vì người có thể làm cho Hoắc Vân Xuyên lộ ra nụ cười như thế này, không phải bọn họ.
Dĩ nhiên, Trần Sơ rất rõ ràng, cũng không phải là vì do mình. Mời qua bên này, đại luật sư Trần. Hoắc Văn Xuyên mời bạn tốt vào trong, tự mình đi châm trà. Bởi vì dì Trương đang ở phòng bếp, An Vô Dạng còn đang ngủ. Bất quá, cho dù An Vô Dạng tỉnh, Hoắc Văn Xuyên cũng không có khả năng sẽ để cậu đi làm việc. Cậu ấy đâu? Trần Sơ ngồi xuống, tìm kiếm khắp nhà. Còn đang ngủ, Hoắc Văn Xuyên nói. Trần Sơ gật gật đầu. Người mang thai tương đối thích ngủ, thật là bình thường. Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Không cần nghĩ cũng biết là tên nào đó có chìa khóa nhà. Quý Minh Giác mở cửa, nghênh ngang đi vào. Lão Trần tới rồi sao? So với tôi còn sớm hơn. Gã mặc một bộ đồ hết sức khó tưởng tượng, nghiêm cẩn đặt mông ngồi ở giữa hai thằng bạn, có vẻ vô cùng chật chội. Nè, qua này. Quý Minh Giác từ trong túi móc ra một cái hộp, ném lên mặt bàn. Cảm ơn. Hoắc Văn Xuyên nói, lấy một cái ly sạch châm trà cho gã. Quý Minh Giác nhìn đông nhìn tây, quan tâm nói, bạn nhỏ đâu? Trần Sơ thấy Hoắc Văn Xuyên trả lời, ngủ. Quý Minh Giác nhìn đồng hồ không thể tin tưởng được. Có thể ngủ nhiều như vậy, cậu ấy tuổi heo sao? Hoắc Văn Xuyên liếc mắt nhìn Quý Minh Giác một cái. Cậu ấy tuổi rồng. Quý Minh Giác cùng Trần Sơ lập tức bấm đốt ngón tay tính tính. Ừ, tuổi rồng, vừa đúng 18 tuổi. Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật. Hoắc Văn Xuyên là một tên cầm thú. Tóm lại, chỉ cần khoảng cách 12 tuổi đó còn tồn tại, bản hiệu cầm thú ở trên người của Hoắc Văn Xuyên cũng không có hái xuống được. Hoắc Văn Xuyên cùng An Vô Dạng ở bên nhau đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị phỉ nhổ, đối mặt với ánh mắt này cũng thập phần thản nhiên. Thiếp phi khi nào đến? Mắt hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại cho ông nội. Bất quá thật trùng hợp, điện thoại đối phương cũng vừa lúc gọi vào. Hoắc Văn Xuyên nghe cuộc gọi, kêu lên một câu. Ông nội! Văn Xuyên! Bên đầu dây bên kia của điện thoại là giọng nói của ba hắn, Hoắc kêu. Là ba! Ông nội con đã nói, ba và mẹ con hiện tại cũng cùng nhau lại đây. Ông nội Hoắc hận không thể giơ lên quả trượng một gậy mà đánh chết đứa con bất hiếu bên cạnh. Không phải! Văn Xuyên! Không phải ông nội nói! Hoắc Văn Xuyên không nói một lời, im lặng này rất dày vò người. Thật xin lỗi, ba biết con muốn gạt chúng ta là vì bảo hộ bọn họ, nhưng là ba và mẹ con cam đoan với con, chúng ta nhất định sẽ không thương tổn cậu ấy. Hoắc Kiêu cường điệu mà nói, chúng ta thật sự rất cao hứng, bởi vậy mới muốn gặp cậu ấy. Hoắc Văn Xuyên từ từ quay đầu lại, mắt nhìn cửa phòng ngủ. Con khẳng định các người nhất định sẽ dọa em ấy. Tính cách của An Vô Dạng có bao nhiêu thẹn thùng nhát gan, hắn đã thể nghiệm nhiều lần. Trương Nhược Kỳ cướp lấy điện thoại nói, Vân Xuyên, chúng ta có thể giả bộ không phải là ba mẹ của con. Vì cháu nội cùng con dâu, con trai không là gì cả, có thể vứt bỏ dễ dàng. Nhưng là... Hắc Kiêu cướp lấy điện thoại. Đó Phương, ngay cả con cũng không sợ, làm sao sẽ sợ chúng ta? Ông làm cha, một câu không suy nghĩ cẩn thận, đã nói ra những cái lời trong lòng mình. Phải không? Hoắc tổng tài chỉnh sửa lại cổ áo. Thật đáng tiếc, ở trong lòng em ấy con không đáng sợ, vì em ấy rất ỷ lại vào con. Đây không phải là khoe khoang mà là trần thuật lại một sự thật. Hoắc Kiêu đối mặt với câu nói tự tin thình lình thốt ra của con trai, cứng đờ cả người, nghẹn họng 2 giây. Nhưng là nếu tới rồi, không có khả năng rút lui một cách tật trự như vậy. Mặc kệ nói làm sao đi nữa, chúng ta hiện tại lập tức sẽ đến. Hoắc Kiêu nói, con bây giờ có thể nói với cậu ấy, con tùy tiện bịa ra thân phận gì cũng được, tóm lại người chúng ta nhất định phải thấy. Sau khi em ấy mang thai, đặc biệt thích ngủ, hiện tại còn chưa có tỉnh dậy. Hoắc Văn Xuyên hỏi, chẳng lẽ ba kêu con hiện tại đánh thức em ấy, chỉ muốn nói với em ấy, lập tức có rất nhiều người tới nhìn em ấy sao? Hoắc Kiêu nghẹn lại một chút, suy nghĩ đến mang thai vất vả. Như vậy, ông liền thở dài một hơi. Con cứ để cậu ấy tiếp tục ngủ đi, hết thảy đến lúc đó rồi lại nói. Hoắc Văn Xuyên nhíu mày. Tóm lại, bất kể nó như thế nào, ba mẹ nhất định phải tới. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Con đã biết. Bên trong phòng ngủ, An Vô Dạng tránh thoát một kiếp bị đánh thức, còn đang ngủ đến trời đất u ám. Chờ sau khi tỉnh lại, bên ngoài sắc trời cũng có chút biến thành màu đen. Hình như trước khi ngủ uống quá nhiều nước hay sao á, nên sau khi tỉnh lại đặc biệt mắt tiểu.
An Vô Dạng trước lúc ngủ uống một ly sữa bò to, hiện tại bụng nhỏ thật sự trướng trướng. Cậu xuống giường mang vào dép lê, vẻ mặt còn buồn ngủ, cùng với một đầu tóc lộn xộn, bước nhanh đến trước cửa phòng, vặn cửa mở ra. Động tĩnh này khiến cho mấy vị đang nói chuyện trong phòng khách nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người quay đầu nhìn hướng tiếng động truyền đến. Hơn nữa, tính cả bản thân của Hắc Vân Xuyên, tổng cộng có 7 đôi mắt. An Vô Dạng ngây ngốc mà đứng ở đó, nhất thời không kịp phản ứng. Làm sao mà trong nhà đột nhiên nhiều ra thêm một phòng người, hơn nữa tất cả đều nhìn mình. Da mặt của cậu mỏng như vậy, dĩ nhiên là trốn trở về, đem cửa đóng lại. Bà cha con Hoắc gia, thần sắc khác nhau, trong đầu nhớ lại tình huống thiếu niên vừa rồi. Như phù dung sớm nở tối tàn, ánh mắt liếc nhìn Hoắc Vân Xuyên. Con đi xem. Hoắc Vân Xuyên cảm thấy An Vô Dạng là bị dọa rồi, lòng mày nhíu xích sao. Ừ. Sau khi hắn đứng dậy rời khỏi, bên này im ắng, không ai nói gì nữa. An Vô Dạng trốn ở trong phòng, tâm tình rối rắm. Bởi vì cậu mắt tiểu, cái loại hấp tấp này cứ không ra có thể sẽ tiểu trong quần mất. Khi Hắc Vân Xuyên nhẹ nhàng vặn ra cửa phòng, nhìn thấy hình ảnh làm hắn cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bé thiên sứ mới vừa tỉnh ngủ, một tay đỡ cửa, một tay che lại bé ngoan còn kẹp chân, trên mặt biểu tình rất xuất sắc. Hắc ba ba nghiêm túc hỏi. Đụng đau. Còn đi vào khom người giúp cậu xem. Tôi nhìn xem. Không phải vậy. An Vô Dạng nhanh chóng nhảy về sau, gương mặt nhăn thành cái bánh bao nói. Tôi mắc tiểu. Hoắc Vân Xuyên nhíu mày. Vậy nhanh đi toilet. Sau đó phát hiện không đúng, hắn nhìn ánh mắt tội nghiệp của thiếu niên, liếc hướng cửa, tức khắc hiểu rõ. Không cần phải sợ, tôi mang em đi. Ừ, thật sự không phải sợ. An Vô Dạng lúng túng nói, chỉ là dáng vẻ bây giờ của mình thế này, dĩ nhiên không được tốt lắm. Mặt không rửa, tóc chưa chải, không hề có hình tượng gì hết. Cậu cảm giác chính mình vô cùng mất mặt, có thể cứ như vậy mà đi ra ngoài sẽ bị cười chết. Điều do giữa trưa, Hoắc tiên sinh đột nhiên nó muốn cân, chính mình lại mới uống nhiều sữa bò như vậy. Hoắc Vân Xuyên mắt mang ý cười, đưa tay dắt cậu. Đi thôi. An Vô Dạng nghĩ một chút, cảm thấy được Hoắc tiên sinh hộ tống là biện pháp tốt nhất. Thật nhanh liền gật gật đầu. Tôi đi toilet trước, sau đó lại chào mọi người. Như vậy không thành vấn đề gì chứ. Cậu chỉ lo lắng sẽ bị cho là không lễ phép. Ừ, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Hoắc tổng nói. Hắn lớn lên cao to cường tráng, không cần tốn nhiều sức, cũng có thể che chắn cho An Vô Dạng đến kín mít. Mọi người trong phòng khách chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn thấy một chút màu của quần áo, cùng với một đôi dép lê trắng trắng rộng rộng trong nhà. Ông nội Hoắc lẩm bẩm nói thầm một câu, thoạt nhìn thật ra là chỉ cao đến bả vai của Vân Xuyên thôi. Thật sự mà nói, với chiều cao như vậy thì xem ra là như lùn rồi. Trương Nhật Kỳ cười cười, màu tóc đen nhánh, sáng bóng, thân thể hẳn là không tồi. Còn Hoắc Kiêu cái gì cũng chưa nhìn kỹ, có chút miệng cưỡng nói, dép lê không tồi, ở trong nhà nên mang loại dép này. Ba vị quý công tử ngồi đó, tập thể cười ra tiếng, vỗ đùi cảm thán. Ba mẹ cùng ông nội của Vân Xuyên, thật đúng là ba kẻ dở hơi. Chắc là do số tuổi lớn, một lòng ngóng trông Hoắc Vân Xuyên cưới vợ sinh con đây mà. Hiện tại thật vất vả thực hiện được, nóng lòng một chút cũng là bình thường. Ông Hoắc, Tượng Thứ Phi mở miệng, thân thể của Vô Dạng xác thật là khá tốt. Có Hoắc Vân Xuyên ở bên người dốc lòng điều dưỡng, tình huống của An Vô Dạng trước kia dinh dưỡng theo không kịp, hiện tại hẳn là chuyển biến tốt hơn, hắn cảm thấy không nói ra tương đối tốt. Đúng vậy, mỗi ngày đều bị Vân Xuyên nuôi giống như nuôi heo, không tốt cũng phải tốt. Quý Minh Giác cười nói, mặc dù đang ở trước mặt trưởng bối, gã cũng là loại bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy. Trần Sơ đẩy đẩy mắt kính, cũng cười nói, trong chốc lát mọi người sẽ biết, Vân Xuyên đối với Vô Dạng vô cùng chu đáo. Quả thật là nuôi giống như là nuôi con. Ba cho con Hoắc gia. Ừ, vậy là tốt rồi. Đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm hướng toilet, có vẻ phá lệ, nhón chân mong chờ. Trong chốc lát, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng bước chân của hai người. Ra đầu tiên chính là thân ảnh cao lớn của Hoắc Vân Xuyên, khí thế bức người, cao ráo sói khí. Nhưng không có gì đẹp cả, bọn họ đã sớm nhìn chán rồi. Chân chính làm cho người ta hứng thú, chính là thiếu niên đứng đằng sau của Hoắc Vân Xuyên kìa. Cậu lộ ra nửa thân mình, có thể nhìn thấy thân mình thon dài cân đối, làn da cánh tay trắng nõn. Một đường đi lên chính là gương mặt.
Ba cha con Hoắc gia không phòng ngừa đột nhiên hiện lên một đôi mắt đen nhánh, lập tức sửng sốt. An Vô Dạng cũng sửng sốt một chút, trong phòng nhiều người như vậy, không giống như là đã nói trước đó. Hai người bên trái là ba mẹ tôi, bọn họ vừa mới quyết định lại đây. Phảng phất nhìn ra An Vô Dạng đang thắc mắc cái gì, Hoắc Vân Xuyên giải thích, sau đó mang đối phương qua. Đây là ông nội. Người đầu tiên hắn giới thiệu cho mình chính là ông nội. An Vô Dạng hơi ngại ngùng một chút, da mặt nóng lên, có vẻ hơi khẩn trương. Cậu dưới sự thúc giục của Hoắc Vân Xuyên đi ra phía trước, hơi hơi cúi người một cái. Con chào ông nội, con tên Vô Dạng. Ông nội Hoắc gật gật đầu mỉm cười. Chào con. Ông vừa muốn đưa tay ra đỡ bả vai của An Vô Dạng, đáng tiếc chưa đụng tới, đứa nhỏ kia dường như rất sợ hãi, thật nhanh lại về tới bên người cháu nội ông. Hoắc Vân Xuyên thuận thế mà nắm lấy tay của An Vô Dạng, đưa đối phương tới bên cạnh ba mẹ. Đây là ba, đây là mẹ. Dừng lại một chút, lại nói. Ba mẹ, đây là Vô Dạng. Vô Dạng nhìn bọn họ, khí chất ba mẹ Hoắc tiên sinh đều hơn người, nhìn cũng còn rất trẻ tuổi. Chính là cũng giống như Hoắc tiên sinh, trên người có một khí thế không giận tự uy. Bọn họ đứng chung một chỗ mà nói, không khó có thể nhìn ra được là người cùng một nhà. Cậu cảm thấy kêu ba mẹ không giống như kêu ông nội, nếu như thật sự không quen thuộc, thật sự không mở miệng gọi ra được. Chính là tất cả mọi người mắt trông mong mà nhìn, chỉ chờ chính mình mở miệng. An Vô Dạng rối rắm mà ngậm miệng, sau đó thật sâu mà cúi người chào. Xin chào hai vị, lần đầu gặp mặt, con tên Vô Dạng. Hoắc Kiêu cùng Trương Nhật Kỳ hơi kinh ngạc, bất quá thật nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, gật đầu ứng lời. Chào con. Bọn họ đánh giá An Vô Dạng một chút. Vóc dáng sát thật không cao, dáng vẻ nhìn thật ngây ngô, có thể nói là một người vô cùng bình thường. Hai ánh mắt của vợ chồng Hoắc gia thật ra không có cố tình xem bụng của An Vô Dạng, chỉ là không dấu vết mà lướt nhìn qua. Đừng đứng, mau, mau ngồi xuống đi. Hoắc Kiêu mở miệng nói, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn An Vô Dạng. Trước phải nói một tiếng xin lỗi con, vốn dĩ trước tiên nên mời con đến nhà, lần này tùy tiện đến cửa, xác thật có phần thất lễ. Muốn nói đời này An Vô Dạng sợ nhất cái gì, đó chính là người lớn trong nhà. Cậu đứng thẳng lưng ở đó, trả lời, không sao, ngài khách khí rồi. Nghiêm túc mà nói, chỗ này là nhà của Hoắc tiên sinh ở, ba mẹ đối phương muốn tới bất cứ lúc nào cũng thật là bình thường. Trương Nhược Kỳ ở một bên, từ sau khi nhìn thấy An Vô Dạng xuất hiện, liền thu lại một thân khí thế nữ cường nhân. Tuy rằng vẫn làm cho An Vô Dạng cảm thấy rất mạnh mẽ, nhưng bà đã rất nỗ lực rồi. Ít nhất thì bà cười cũng thật dịu dàng. Tên của con thật dễ nghe, có nghĩa là bình yên hay sao Vô Dạng? An Vô Dạng tức khắc cảm thấy bà thân thiết hơn nhiều, cũng nở nụ cười. Đúng à, chính là nghĩa như vậy. Ba cha con Hoắc gia ánh mắt sâu kín mà nhìn sự ngây ngô của An Vô Dạng, phảng phất nháy mắt hiểu được con trai của mình. Bọn họ không hẹn, cùng chìm trong suy tư, nghĩ thầm. Vân Xuyên khi nào có loại đam mê thế này? Ngồi xuống đi. Hoắc Vân Xuyên tìm một cái gói nhỏ mềm mại, dời đến phía sau mông của An Vô Dạng. Vâng, cảm ơn anh. An Vô Dạng gật đầu ngồi xuống. Cậu tuy rằng không có cúi đầu nhưng vẫn luôn rũ mi mắt, hiếm khi cùng người khác đối diện. Hoắc Vân Xuyên ở sát bên người An Vô Dạng, cánh tay vòng qua eo của An Vô Dạng, bởi vì hắn cảm thấy dáng vẻ bạn nhỏ bên người thoạt nhìn không biết theo ai. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hoắc Vân Xuyên cánh tay ôm càng chặt hơn chút nữa, chỉ kém không có ôm An Vô Dạng lên đùi của mình. Cho dù hắn rất muốn làm như vậy, mặc kệ nó làm sao, An Vô Dạng rất ít khi gặp những trường hợp như thế này. Dài tầng của đối phương không chỉ cao hơn mình vài bậc, hơn nữa còn là trưởng bối của Hoắc tiên sinh. Hắn trước sau luôn ôm cậu vào trong lòng, cậu luôn thuận theo tự nhiên, tâm tính thản nhiên tiếp thu. Không chào hỏi anh thiếu phi bọn họ sao? Hoắc Vân Xuyên xo xo bóp eo của An Vô Dạng, thấp giọng nói. An Vô Dạng mới nhớ tới việc này. Anh thiếu phi, anh Tiểu Minh, anh Trần Sơ. Thiếu niên tươi cười ấm áp, nhanh nhẹn nhất mà kêu lên tên của bọn họ. Bà quý thiếu gia giơ tay lên, nói hai với cậu. Tiểu Dạng Dạng, quà tân hôn của các cậu tôi đã đưa cho Vân Xuyên, một lát nữa cậu đòi hắn đi. Người nói chuyện chính là Quý Minh Giác. Vâng, hóa ra kết hôn cũng được nhận quà sao? An Vô Dạng nói ra câu thắc mắc, sau đó tươi cười đầy mặt mà nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người.
Tuy rằng hiện tại còn chưa có thấy bóng dáng quà tặng, nhưng cậu thật sự chờ mong. Dĩ nhiên là có, ông nội cũng có quà tặng cho con. Ông nội Hoắc thấy người thật mình ghi nhớ trong lòng, ngược lại cũng không có thất vọng. Ông cười tủm tỉm lấy quà ra ngoài, đưa qua. Cho con. Cảm ơn ông nội. An Vô Dạng đưa hai tay nhận lấy, nhìn thấy một phần quà tặng được gói vô cùng đẹp đẽ. Cô đột nhiên rất cảm động, cái mũi cũng có chút ê ẩm. Đời này số lần nhận được quà, một bàn tay đều đếm không có hết. Bé ngoan thành thật nhẹ dạ nói. Mấy năm gần đây, rất ít nhận được quà, nên con rất vui vẻ. Mọi người đang ngồi lộ ra một cái vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao có thể chứ? Quý Minh Giác trực tiếp hỏi. Sao có thể? Năm rồi lúc cậu ăn sinh nhật không ai tặng sao? An Phu Dạng nghĩ nghĩ một chút, cậu thật sự lắc lắc đầu. Không có. Cậu chưa từng tổ chức sinh nhật. Tưởng Thiết Phi lên tiếng. Vô Dạng, lúc cùng Vân Xuyên ở bên nhau, có nhận được quà chứ? Hoắc Vân Xuyên lại không phải là người bụng xỉn, nhưng mà không khí lại trầm mặc. Mọi người đang ngồi biểu tình thay đổi, đột nhiên toàn bộ nhìn về phía Hoắc Vân Xuyên. An Vô Dạng nghiên cứu một chút trang trí phức tạp bên ngoài hộp quà tặng, căn bản không có ý thức được một câu của mình đã đưa Hoắc Vân Xuyên lên đầu sóng ngọn gió. Hoắc Đại Thiếu đối mặt với ánh mắt trách cứ từ bốn phương tám hướng, nhàn nhạt nói câu. Cần phải tặng sao? Của tôi chính là của em ấy. Tuyên bố của hắn làm trong lòng mọi người rất phức tạp. Nói như vậy ngược lại cũng đúng. Đã lấy giấy chứng nhận rồi, An Phu Dạng và Hoắc Vân Xuyên là một thể. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, là sự thật không thể nghi ngờ. Hoắc Kiêu gật gật đầu, không có dị nghị. Nếu có thể, ông tự nhiên có khuynh hướng muốn cho Hoắc Vân Xuyên cưới một cô gái môn đăng hộ đối, mà không phải là một đứa con trai thoạt nhìn còn ngây thơ đơn thuần thế này. An Vô Dạng ưu tú hay không, ông không muốn đánh giá. Nếu Hoắc Vân Xuyên thích, trước mắt lại còn mang thai, vậy cứ như vậy thôi. Hoắc Kiêu cân nhắc xong, lại liếc mắt nhìn An Vô Dạng một cái. Đối phương chú ý tới tầm mắt của ông, cũng lễ phép mà nhìn lại một cái, còn có hơi chút tươi cười. Cậu ngây thơ, nhưng thật ra lớn lên thuận mắt, vừa nhìn chính là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Nhà ở chỗ này, vậy đi học ở đâu? Người lớn tuổi nhất nhà họ Hoắc hỏi một câu. An Vô Dạng biết hỏi chính mình nên trả lời. Hiện tại con không có đi học, nhà con ở Thành Nam. Hoắc Kiêu gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp. Ngồi bên tay phải cậu là ông nội Hoắc, hòa ái hỏi han hai câu. Cha mẹ trong nhà có khỏe không? Có anh chị em gì hay không? An Vô Dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nói. Có chị cùng em trai, ba mẹ con đều khỏe. Vậy là tốt rồi. Ông nội Hoắc thở dài, đối với đứa nhỏ này là nhiều thêm ấn tượng không hoạt bát. Bất quá cũng có khả năng là lần đầu gặp mặt nên không được cởi mở lắm. Trương Nhật Kỳ thấy chồng mình cùng ba ba đều hỏi xong, liền hỏi. Vân Xuyên, hai con nói xem, Vô Dạng bao nhiêu tuổi? Đôi mắt của bà nhìn gương mặt non nớt của An Vô Dạng. Hắc Vân Xuyên trả lời. 18, con lớn hơn em ấy một con giáp, đều là tuổi rồng. Nghe nói mới tròn 18 tuổi, ba cho con Hoắc gia, nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất là không có phạm pháp. Sau đó lại hỏi. Ba mẹ Vô Dạng biết không? 18 chính là mới học cao trung, lớn hơn một con giáp ngược lại cũng còn có thể tiếp thu. Mấu chốt là Hoắc Vân Xuyên lại không phải là người tốt, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Không biết. Hoắc Vân Xuyên trả lời. Con chưa để người trong nhà biết tình huống của em ấy. Phương diện này, xem ý của Dạng Dạng, do chính em ấy quyết định. Chuyện hai vợ chồng An Gia ở công ty con của Hắc Thị làm việc, nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cố tình đi tra hỏi. Con! Giấy kết hôn cũng đã làm rồi, lại không đi qua hỏi gia đình đối phương một chút. Ngay cả cha ruột là Hắc Kiêu cũng cảm thấy Hắc Vân Xuyên không khỏi quá vô tâm. Vô Dạng có ý thế sao? Trương Nhược Kỳ tò mò hỏi. Chẳng lẽ con không hy vọng ba mẹ con biết? Con cùng Vân Xuyên ký giấy kết hôn. Dựa theo lẽ thường mà nói, giải thích như thế thì không hợp lý. Không chừng còn có ẩn tình khác. An Vô Dạng đối diện với đôi mắt của người phụ nữ đoan trang ưu nhã có học thức, cảm thấy trong lòng có hơi hoảng loạn. Cậu rũ mắt nói. Quá đột ngột, con là nói. Từ khi con mang thai đến ở cùng Hoắc tiên sinh lấy chứng nhận,
Do bất ngờ nên bọn họ đều cho rằng con đang đi học, chỉ sợ sau khi biết sẽ không tiếp nhận được. An Vô Dạng vừa lơ đãng xưng hô Hoắc tiên sinh lại từ trong miệng vọt ra ngoài. Có thể là bởi vì trong tiềm thức cậu vẫn cho rằng chính mình và Hoắc Vân Xuyên vẫn là người của hai thế giới, bởi vậy mới giấu giếm ba mẹ, sợ ba mẹ không chấp nhận được. Cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng mà cậu giữ lại. Cậu cũng hiểu rõ ràng chính mình hoàn toàn không có khả năng, bởi vì sinh ra bảo bảo là có thể dung nhập vào gia đình của Hoắc tiên sinh. Hóa ra là như thế. Ba cha con Hoắc gia gật gật đầu như là tiếp nhận lời giải thích này. Hoắc Vân Xuyên lại cảm giác được hóa ra thiếu niên ở sát bên cạnh mình cố tình cùng mình kéo dài ra khoảng cách. Mày hắn nhíu chặt lại, cánh tay gác ở trên người của đối phương cũng bởi vì như vậy mà thu trở về. Mấy anh chàng thiếu gia trẻ tuổi vây xem, âm thầm thở dài, ánh mắt rất lo lắng. Bọn họ nhìn ra được, thiếu niên ngây ngô rõ ràng không thích ứng được trường hợp này. Hôm nay biểu hiện đều không nhẹ nhàng bằng vài lần tụ hội trước đây. Vân Xuyên, sắp chết đói rồi, nhà các cậu ăn cơm chưa vậy? Quý Minh Giác mở miệng kéo không khí, căn bản không để bụng trưởng bối thấy gà thế nào. Cũng không phải thế. Trần Sơ mắt nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, tất cả mọi người cũng đã đói bụng rồi đi. Ông nội Hoắc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuổi già sức yếu trên mặt lộ ra một chút đau lòng. Đi đi đi, đi ăn cơm thôi, có chuyện gì về sau rồi từ từ tán gẫu tiếp. Không vội lúc nhất thời. Hoắc Vân Xuyên gật đầu hướng phòng bếp kia dì Trương, sau đó kéo tay của An Vô Dạng đi. Đi, tôi mang em đi rửa mặt. Tiếp khách đi, tôi tự đi được. An Vô Dạng nói, bàn tay vừa bị cầm cũng lặng lẽ tránh ra. Hoắc tổng tài cứng đơ đứng tại chỗ, quay đầu lại mắt nhìn mọi người không rõ nguyên do, quay đầu theo sau. Cửa toilet khóa lại, nam nhân đẩy đẩy cũng không đẩy ra được, lông mày gắt gao nhíu chặt lại mà gõ cửa. Mở cửa. Bên trong bọt nước ào ào vang lên, là tiếng An Vô Dạng đang rửa mặt. Cậu rửa mặt xong, tóc còn lại chưa kịp chải, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. An Vô Dạng cho rằng có người muốn đi toilet, vội vàng cầm lượt qua mở cửa, lại nhìn thấy gương mặt có chút hung ác, ánh mắt nặng nề mà nhìn chính mình. Anh muốn đi toilet sao? An Vô Dạng tay cầm lượt đi ra, nhường toilet lại cho hắn. Anh vào đi.